Chào mọi người, chúng mình là CC05, mình là Ngân, một chuyện tra nhiệt huyết, năng động và đam mê khởi nghiệp. Đến với dự án CC lần này của mình, đây là người bạn đồng hành của mình. Chào các bạn, mình là Thành, mình là bạn đồng hành của Ngân. Chúng mình đến với Cần Thơ, chúng mình đang đến CC lần này với một dự án đối tượng khởi nghiệp hãy cùng chúng mình để chuyển xem dự án đó sẽ là như thế nào. Ngày hôm nay nhé, chúng mình đi thôi. Phía sau bên đây là chợ truyền thống. Đây là thức giao thương chữ của người Việt Nam ta. Khi chúng ta thích đến tận nơi, trải nghiệm sản phẩm và mua sản phẩm về nhà. Và nếu như chúng ta có những cái gì đó không hài lòng về sản phẩm, chúng ta có thể gia nhập trực tiếp người bán để lựa chọn sản phẩm trên. Nhưng với môi trường online và hơi sẽ rất là khác. Việc mua sắm online đang ngày trở nên phổ biến hơn, nhưng vẫn tồn tại một nỗi đau rất là lớn dành cho hàng trăm, hàng ngàn người mua sắm. Đó chính là việc đổi trả. Và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem ý kiến về việc đổi trả của các bạn trẻ hiện nay như thế nào. Hãy cùng mình đi thôi. Bạn đã từng mua hàng online mà đổi trả? Có, nhiều lần rồi bạn. Sản phẩm đó là gì? Đôi dép của mình bị sai màu á. Và cảm nhận sau lần đó của bạn? Mình thấy hơi thất vọng tại vì không có được trả lại tiền. Bạn đã từng mua hàng mà đổi trả hàng online? Có. Sản phẩm đó là gì? Đó là một cái túi mình mới mua nó bị chày da. Và cảm nhận sau lần đổi trả? Mình cảm thấy thủ tục đổi trả phiền phức, mình phải lên mạng xem cái thông tin ở trên mạng. Bạn đã từng mua hàng mà đổi trả? Có, đã từng mua rất nhiều lần. Và sản phẩm đó là gì? Đó là một cây đàn guitar acoustic á, nhưng mà nó bị lỗi cần chỉnh âm. Và cảm nhận sau lần đó của bạn? Quá trình đổi trả hơi bị phức tạp, rất là khó vận chuyển, thời gian đổi trả có thể lên tới 10 ngày. Và cuối cùng, sau khi đi ra ngoài để lắng nghe ý kiến khách hàng, phân tích thị trường kinh doanh và cũng như là nhận diện các nguồn lực hiện có, chúng mình đã tìm thấy một mô hình kinh doanh nắm bắt được cơ hội trên. Backship xây dựng một mạng lưới các điểm đổi trả hàng offline với diện tích nhỏ, với một bày bar rộng khắp cả nước, đặt tại các như là trung tâm thương mại hay là các trường học lớn, để giúp người dùng thuận tiện hơn việc đổi trả. Và bên cạnh đó, khi bạn đến đổi trả tại Backship thì bạn không cần thiết phải bao gói sản phẩm đâu. Bạn chỉ cần đem đến và những Backship sẽ giúp bạn hướng dẫn thực hiện đổi trả. Và sau từ 5 đến 10 phút thì quá trình hoàn thành, Backship sẽ gửi một thông báo đến nhà bán lẻ và người ta sẽ gửi một đơn hàng mới cho bạn. Thậm chí có những yêu cầu cao hơn như bạn muốn nhận tiền thì Backship cũng cung cấp cho bạn. Không những thế thì Backship còn mở một cơ hội mới cho các nhà bán lẻ kết hợp thêm vào những dịch vụ mới trong trải nghiệm mua hàng, như là có thể là thử nhiều size nè, hay là thử nhiều màu sắc và vẫn đảm bảo được chi phí. Và cuối cùng, để giúp chúng mình có thể là thực hiện dự án trên thì rất là cần sự ủng hộ từ các bạn. Các bạn hãy like, share cho chúng mình nhé, để chúng mình đi sâu hơn vào các vòng sau của CNC, nhận được sự hỗ trợ từ các mentor và cũng như là các nguồn lực của CNC. Hãy cùng chọn cho Backship. Backship CNC 05.